lâu liền đi nó không tạo được đâu, nó về đủ miễn chưa xước, cốt chưa xước, mới chưa có ngộ, chưa chốc mạ. Mới đã khoảng hai mươi mấy không ạ? Cái bình nhấc bơm đâu? À bên kia. Linh Châu nó nhiều quá. Linh Châu cái nắp này là dính, người ta dán cái lớp đó, dán cái chống ngã đó, nó làm bằng carbon, nó bị bể một miếng rồi nên mình lột ra thì dính silicon mình chùi cho nó sạch luôn, cái này về tút sơn lại chứ không phải là bị té ha. Mới đã đường ống nước rồi. Nó chưa có mảng bám. Check. Mặt nhớt mới tinh vàng ốc. Vàng ốc đá mình
mặt nó này, mặt sắt à, mặt nhôm nè, đó này, không có miếng xước luôn, đồ mới chạy mới đã. Rất là mới. Thì con su 600 đời này nó vẫn chưa được nồi thông minh ha. Nồi này vẫn là nồi thường. Nó suốt rồi, nó suông luôn, nó không có cắt. Cái miếng này dưới đây là không có lấy thôi, vẫn còn nguyên thôi. Đúng rồi, hai có vẫn còn ở dưới đó. Hai miếng lót khe hả? Con này đi cao sao? Cao. Mình sẽ phân bổ cho tùy anh em nào làm mấy, còn ai tùy theo cái
mỗi người mình xếp vô từng cái việc, chứ không phải là bắt cái người mới cũng đi làm máy như này kia ha, tùy mức độ. Có anh mới comment vô phán toàn là cho lính non làm không, nghe cũng buồn, tại vì anh không thấy mà anh nói giờ đây lính non mà cho làm máy hay sao làm. Vô đây học cả năm trời mới được làm máy, đâu phải muốn là làm đâu anh. Chừng nào anh thấy thì anh mới nói, chứ anh không thấy anh nói tầm bậy tầm bạ. Mình không thấy, mình đàn ông á, mình nào mình biết chắc chắn thì mình mới nói, còn nào mình biết không chắc á, mình nói thì mình nói dốc, không có nên. Tự nhiên ở đây người làm máy có, em không cho làm máy, cho cái người mà mới lính non làm máy để cho em đền chết anh. Nói làm sao cũng nói được hết. Lớn này nói cho nó đúng chính xác, nói làm bậy làm bạ, em múc nó cười cho. Thật sự là mình biết chắc gì mình mới nói, chứ mình cũng nhiều khi mình không có tư vấn được cho nhiều anh em, là tại vì mình không thấy được con xe nó. Mình đưa cho những cái dự đoán, hoặc là nó đã bị can thiệp thì chỉ có chắc chắn là người đó can thiệp bị sai thôi. Mà mình không có dám phán tầm bậy tầm bạ. Và mình cũng không bao giờ phải nói xấu người này người kia. Vấn đề là cái cục máy mình mở ra nó có vấn đề đó sai, mình quay báo một bit là để cho khách hàng biết. Cái thứ hai là để lên những cái người mà theo dõi cái kênh của mình biết được thêm một cái chút kinh nghiệm đó. Và mình cũng rất là ghét những cái người mà không biết gì mà hay phán vấn đề về bên mình. Mình không thích góp ý khác, còn vấn đề phán nói như vậy là không đúng sự thật ha. Cái nào mình góp ý mình nghe mình sẽ nghe, còn nói như vậy nó ảnh hưởng tới cái uy tín của tiệm mình ha. Anh lớn anh phải biết cái lời nói của mình làm sao cho nó đúng, nó phù hợp, chứ đừng có đi nói như vậy nó ảnh hưởng tới cái uy tín người ta. Nhất là em sống phải có uy tín, vì cái uy tín em mới sống được tới bây giờ, chứ không phải là tự nhiên tồn tại và phát triển tới giờ ha. Đừng có buông lời nói tầm bậy tầm bạ, dù một cái sai nhỏ em vẫn xin lỗi anh được ha. Nhưng vì mà những cái câu nói bậy bạ ảnh hưởng uy tín của em là em không chấp nhận được. Hôm nay thì mình quay cách mà lắp ráp máy. Nó rất là nhiều công đoạn, chứ không phải ráp được là hay đâu anh em. Trước khi cái công đoạn ráp này là phải tới công đoạn vệ sinh. Cái người muốn được làm máy phải rửa sạch đồ, xong rồi chuẩn bị rửa hết các đồ vật, xếp gọn gàng ra hết đó, như vậy thì mới làm máy. Như đây Phong đang là em của mình đang ráp máy, thì để chuẩn bị cho Phong ráp máy là Tiến phải rửa hết đồ, sắp xếp soạn hết ra như vậy. Và Tiến cũng đang học nghề cũng một năm rồi ha, đang học ráp máy. Và những cái cục máy nào ráp là những cục máy nhà, cũng chưa được ráp máy khách đâu đó. Và những cái cục máy trước khi làm cục máy đó là Phong phải chỉ ráp nè, đang là phải coi và vừa coi cách lắp nha. Lắp cục máy này là đi làm một cục máy, thực hành một cục máy này đó, chứ không phải là cho tự nhiên mà lắp đâu anh em. Thứ nhất là rủi ro là chính mình phải chịu và khách hàng phải chịu đó. Cái thứ hai là uy tín, và cái thứ ba là độ an toàn, tại hư những cái món đồ trong này á, tua cao hư nó phá đồ rất là nhiều. Và như vậy chính là mình là phải là cái người chịu đó, tại vì mình làm máy mình có bảo hành cho khách. Đó, chứ không phải mình làm xong tôi làm cho anh nổ máy chạy xong rồi bài bữa một tuần quay lại máy banh rồi tôi không biết lúc đó nó chạy giờ không chạy, nói như vậy không được đó. Mình làm máy cho khách, mình bảo hành cho khách đàng hoàng. Thật sự từ lúc bên mình làm máy tới bây giờ đó là 2 năm hơn rồi, và tới bây giờ những cục máy mình làm nó vẫn đang hoạt động rất là tốt. Từ Bắc vào Nam, chứ không phải tự nhiên mà
mà mình được anh em từ xa tới gần tin tưởng giao là máy như vậy đó. Lấy thêm cái bình nhất bơ bên kia nó dư ra kìa, đổ vô cái bên nhất bơm, nhất bơm hết à. Nhất đỏ. Ừ, anh em nên nhớ những cái cục máy này mình làm, mình luôn luôn thay những cái nhớt đỏ cho anh em. Nhiều cái mình làm mình lấy công mình tính nhớt riêng, nhưng nhiều cái mình bao làm, có nghĩa làm full option với cái giá đó, là ở trong đó những cái nhớt là cũng là nhớt tốt nhất, chứ không phải là thay cho anh em cái chai nhớt bạc đó, vẫn là nhớt đỏ. 300 ngàn một bình, mình không có tiếc những vấn đề đó. Cái bơm nó có cái vòi hút xuống cái đáy gạch te, anh em thấy không, để lúc nào cái nhớt cũng phải ngập lên trên cái vòi để nó có cái nó hút được nhớt nó bơm lên trên, cho nên cái máy là phải để thẳng đứng, không có được nằm nghiêng hoặc nằm sấp đó, cái nào nó cũng có nguyên lý của nó hết. Máy này thì mình để lọc nhất zin lại nha. Những con ốc anh em nhìn cái gì nó cũng vậy, nó đáng cái đồng tiền bát gạo từng con ốc ha. Đó, và làm máy xong anh em nhìn đường keo nè. Cái cũ là cái keo zin, keo màu đen nha, còn bên mình keo nó chìm luôn rồi, nó tiệp luôn rồi, không có thấy nha. Và nhìn nè, bên cái nắp này nè, đó rất sạch sẽ anh em thấy không, để chùi kỹ lại cái vết râu này. Tiếng ơi, để tí xíu em chùi kỹ cái nắp này lại nha, cái nắp này nè nó còn cái xíu nè, chùi kỹ. Làm máy xong nhìn cái đường ron đường keo là biết cái người làm máy như thế nào ha. Phải kỹ như vậy, ai nói làm máy không kỹ ha, làm máy mà không kỹ là vỡ mặt. Ở đây bên này, sorry, mình chắc keo không cần phải hết gì vậy nè em, cái xíu cạo cái rồi nhìn nó kỳ lắm, nó ghê lắm, thấy không? Ừ. Nó sạch sẽ. Rồi, cái gì ấy còn xài tốt không? Chuẩn bị lên cho khách rồi. Cái này là xong, mình còn rửa lại một lần nữa chứ không phải như vậy là xong. Cái gì cũng nửa đường hết rồi.
cũng nửa đường hết rồi. Này chủ xe chưa gửi cái nhông vô, không có cái nhông vô phải thay thôi chứ biết sao giờ. Ừ, sên nó hư rồi mà. Em kiếm coi còn cộng sên 520 nào không? 520 mà mình tháo xe trên con R6 á. À, nó nhảy mắt rồi, nhìn rồi. Cái hư mắt rồi, đó. Cái hư mắt không ông ôm nữa. Lấy cộng sên khác rồi. Cái nhông cũng tới nái rồi. Cái nhông mòn quá mòn rồi. Đồ. Có cộng sên nào, mình còn cộng sên cũ tháo xe bữa không, con R6 219 kìa, còn su 750 hả. Ừ, lấy cộng sên cho chạy đỡ cho nó hết bộ nhông dĩa này, thay bộ mới. Mình còn nhông nào đẹp hơn không cho nó ta, nhông nhông trên con 750 đâu. À, nhông 750 mình cho người ta đúng không. À, còn cái nhông trên cục máy này là cũ mà. Thấy không? Tháo ra để đâu? Đó. Đây tháo ra rồi mà. Tháo ra gì? Thầy là giờ là mình thay cái nhông của mình cho nó là mình trả full đồ cho người ta. Trong sáng đó. Năm 25. Vậy còn cái nhông trên 750 còn không? Nhông 750 mình thay vô đó. Còn 600 mình trả cho nó kìa. Ừ. Coi coi còn đẹp không? Tại mình làm cái xe kia mình thay nhông mới cho anh ta rồi. Còn cái nhông cũ thì nếu mà nó còn được hơn cái này thì cho người khác đi. Chứ lấy về cũng đâu làm gì đâu. Năm 25 không hả? Đây là mấy cộng sên mà mình tháo xe ra. Nó còn đẹp lắm, nó mới chát còn mình để dành. Sên zin không? Cấp O-ring. Cái này sên gì vậy? Cho những người mà bộ nó lưng lửng như vậy người ta thay đỡ tiền người ta đi hết cái bộ này mình thay bộ mới cho nó đồng bộ chứ giờ thay cộng sinh mới phí lắm. Cái này năm mấy 25 á, nó soi đây mà này giống 520 này cộng nhỏ đây năm 25 525 à. Xe này xe gì này? Đó, con nào đó. Này, xe sao? Trọng này con nào ta? RK 525. Trọng này trên con nào ta? Như đắt con su bé ngạn sao? Đắt cái này nó giống như 525. Cái này 525 luôn. Cộng sên này trên con Kawa H2 sinh 3D. Ừ, sinh zin đó 3D. Xe cao nó đi đồ cao cấp đó. Mấy cộng này không gắn à? Đâu, còn trên kia mấy cộng nữa. Ừ, cất cái này lên đó đi. Có cơm chưa vợ? Sáng giờ ăn 4 ổ mì không rồi đó, chưa có miếng cơm vô bụng á. Đúng rồi, nhông tải. Cái gì hết chợ.
cái dĩa nhôm mà nó còn này, này nó còn được khoảng 60-70%. Anh em nhìn nè, nó thép chứ có mòn hơn luôn. Nó nhọn đứt đầu. Đó, nó mỏng hơn luôn rồi. Dễ sợ thiệt. Cộng sên nó hư, nó không ôm nữa nè. Nó không còn ôm nữa. Khi mà mình gắn vô, mình ép nó vô thì được. Nhưng mà hả, lúc giờ gắn nó bị hư mất. Nó hết ôm rồi. Không ôm nữa. Nhất 10 như năm 25. Còn chuyên gia 2 cộng 50 to đùng. Năm mấy? Năm 30 luôn hả? Lấy 2 cộng 5 30 bỏ lên đó luôn đi. Lấy hết bỏ lên đó luôn. Hết sên rồi. Lâu mình còn cộng. Ủa cộng của con R6 đâu ta? Trong đồ nó dưới gì đâu có được. Có tới giá đít 10. Năm con R6 này lấy ra chưa? Đó, thầy gấp đó thôi. Bữa anh ăn được, không được gấp, anh đem về nhà. À. Như đây nè. À. Rồi. 2 cộng 5 30 to rồi. Rồi. Nhông đẹp luôn. Rồi kia ra sao ta? Cũng sẽ vô số 525 này. Số kia 55. Xong rồi. Xin cũng đó đâu, cũng vô số. Cái nhông trên xe mình tháo ra nè, cong vòng vậy nè. Nhông mới nè. Nhông này cũng xài rồi, trên con 750 ha. Anh em nhìn đồ này tặng khách thôi. Để cho khách đi hết cái bộ này, tính thay nguyên bộ nó ngon. Để anh gọi khách giờ hết sân, hết sân cũ bây giờ sao giờ ta? Ủa R6 mở đi 525 hết ta? Lạ vậy ta? R6 phải đi 520 chứ. Nào chơi ướm thử cộng này coi vừa thật sự 600-750 đi 520 là đẹp rồi, 1000 đi 525 tại cấp sên X-Ring nó được chịu cái trọng, cái lực kéo cao lắm. 30 có trong đầu á. Đây là cái mình bán cái X-Ring là cái trung cấp thôi. Còn cái mà cao cấp nhất là cái cộng mà hả 525 hay 520 nó xài cho 1000 mấy trăm phân khối vẫn tải được, nó vẫn chịu được cái lực kéo đó. Sên nhỏ thì nhẹ hơn. Sên nào mà nó còn mới mình sẽ để lại để dành. Giống như con ở dưới 10 mới chạy có 3-4 ngàn cây nè, 2017 cộng sên ở đây ha.
có nhiều cọng đó. Có nhiều cọng nó để trong cái môi trường mà ok á thì nó còn ok, chứ còn không thôi nó sẽ xét, nó cứng mắt là dục à, không có xài được. Anh em nhìn sao nó còn mới, cái bố zin theo xe nó còn cỡ này, bố zin theo xe nè, đó mình đâu có nói điêu đâu, cái giày như mới luôn, đó nó mòn đâu, mà kêu xe không mới, mình tả rất là chính xác à, mình không có tả tầm bậy tầm bạ, rồi mình tả chính xác đấy. Để tí xíu anh bàn với chủ xe coi, cái này nó rộng không được đâu. Cộng sinh năm 25 rồi, vô nó rộng lắm. Không được đâu, nó rộng lắm. Đúng năm 20 nó mới được. Cộng sinh này có ai cho người ta, nó cũng nửa đường, còn mấy cọng mới cất lại nửa đường bán kỳ lắm, nó tặng cho người ta cha cho rồi. Hết dịch thì mình sẽ soạn mớ đồ mình tặng anh em ha. Mình soạn mớ đồ mình tặng anh em, ví dụ như cái thùng này thay vì cũng bán được ít tiền cho rồi. Đây mình còn hai cái ốp này là zin là của chiếc Dream 50 á, hai cái ốp chứ còn linh tinh đồ nhiều lắm, mình cho anh em thấy đồ có ẹt đồ nè, đó mình soạn ra mình tặng anh em, chứ bán ve chai cũng ổn lắm đó, thật sự là cũng còn khá nhiều đồ. Ôi két nước của Su 750 đẹp quá trời luôn, như mới luôn, đã thiệt. Anh em nào mua cái này Su 750 với 600 là xài chung nhau nha, két nước. Xài chung két nước, chung cái nồi. Nhưng mà chỉ một số đồ chung thôi. Dỗ cho nó mềm mắt rồi ha. Để cho nó ngâm dầu hôi vô. Để cho khách thay đỡ. Để đi xíu gọi. Gắn mấy cái kia trước đi. Để xin trong dĩa để anh hỏi khách coi sao đã. Nó cứng mắt rồi. Nhét không vô nổi đâu. Rồi. Cảm ơn anh em nha, anh em cần gì alo cho mình.